Nhà phân phối thiết bị điện công nghiệp Mimotor xin kính chào quý khách. Sau đây là động cơ điện 3 pha 380V, 660V, 280kW, 2B, 380 ngựa. Tốc độ quay của motor điện 2980 vòng trên phút, 2 cực điện, 2 bôn. Mã hàng được ký hiệu I3 355L1 từ 2. Khoảng cách từ tâm trục xuống mặt đất là 355mm. Đường kính cốt trục của motor là 95mm. Hiệu suất làm việc của động cơ khoảng 95,5%. Hệ số bảo vệ bụi nước IP55, cấp chịu nhiệt S, chế độ làm mát toàn phần, nguyên liệu tôn xin lít sang các ngồi tạo từ trường lý tưởng. Khoảng cách tâm độ chân đế dọc trục 630mm. Khoảng cách tâm lộ chân đế ngang trục 610mm. Chiều dài thân motor 1500mm. Chiều cao thân motor 1010mm. Mã số vạch đàn trước của động cơ được ký hiệu 6319C3. Mã số vạch đàn của động cơ sau của động cơ được ký hiệu 6319C3. Trọng lượng của động cơ 2100kW,